đây là ngôi chùa thứ hai. Ngôi chùa thứ hai gọi là chùa Kim Tiên. Đây là cổng của chùa Kim Tiên. Rồi bây giờ quý vị theo chân quanh nha, đi vào trong nha. Đây đó, đây. Đẹp quá quý vị ơi, vừa vào tới nơi thôi thì là tượng Phật đã ngự trị trên cao sừng sững rồi. Khác với lại những chùa khác quý vị ha. Đây phía trước rất là đẹp. Và phía bên phải của Kiều Oanh, phía bên phải nha, nó rất đẹp quý vị thấy không? Đó, nó lạ. Mỗi một chùa sẽ có một cái kiến trúc khác và lạ. Cho nên vì thế mà Oanh quyết định phải quay thôi. Bởi vì Oanh rất là hãnh diện miền quê của Kiều Oanh. Mỗi năm đón tiếp biết bao nhiêu triệu người tới để mà thăm viếng. Đó là bên phải, còn đây là bên trái. Dạ chào. Rồi bên đây bên trái. Kiều Oanh vừa mới chào khán giả. Bên đây là bên trái. Đó quý vị thấy mỗi một kiến trúc khác nhau quý vị ha. Đây là ngôi chùa thứ hai. Chùa đầu tiên là chùa Lầu, còn chùa thứ hai là chùa Kim Tiên. Đây bên trái. Bây giờ mình đi lên trước ngay chánh điện trước đi, rồi một lát mình sẽ tham quan bên trái bên phải có cái gì nhé nha. Đẹp quá, vừa bước vào là ngự trị Phật ngay chính giữa, đẹp, thật là đẹp và lạ ha. Mỗi một chùa có một cái kiến trúc lạ hơn. Dạ, nhưng mà rất đẹp, rất uy nghi và rất là được che chở. Và bây giờ là xin để giày dép bên ngoài. Bây giờ em phải dịnh cái thằng cháu em, tại vì em cũng hơi điệu em. Dạ. Rồi đây vào trong. Khoan khoan cho em chắp tay khấn một cái. Dạ, dạ. Dạ. Rồi vào bên trong quý vị. Rồi bây giờ mình vào bên trong ha. Wow, đẹp quá. Ở đây thì chùa Kim Tiên thì người ta nhấn mạnh đến những cái khắc trạm ha, hoa văn nó khác. Quý vị từ góc độ đây nhìn phía qua đây rất là đẹp. Rất đẹp ha. Và đây là nơi chính điện. Đây là chính điện. Dạ, để cho em khấn. Cầm giùm. Rồi, quý vị cùng khấn với Kiều Oanh nha, để có sự may mắn. Chùa Kim Tiên nha quý vị, chùa Kim Tiên. Dạ. Phía bên đây là một tượng Phật nữa. Rất đẹp ha quý vị. Nếu mà ở bên chùa Lầu chủ đạo về hoa, hoa tươi, hoa thiên nhiên, hoa tự nhiên, cây cỏ thì quanh thấy ở chùa Kim Tiên lại là những cái những hoa tiết rất là đẹp đó. Quý vị thấy cái viền rất là đẹp, nhưng mà một màu vàng, tức là nhìn vào thấy tới đây ăn sẽ may mắn, rồi về làm ăn phát tài, rồi sẽ có tiền mua vàng. Dạ, mà quan trọng là bình an quý vị ơi ha. Quanh mong là những cái clip như thế này để cho quý vị xem, quý vị chưa được đi thì sẽ xem được những clip này để cũng được Phật trời che chở bình an, rồi mình làm ăn, rồi để có dư giả, ai cũng được hưởng cái cuộc sống dư giả sung túc. Đẹp quá quý vị, bên phải quý vị thấy rất là đẹp. Họ hai màu chủ đạo là nâu và vàng, rất đẹp, rất đẹp. Đây là chạm khắc rất là nhiều đó, chứ không phải như chùa bên kia là hoa để ta. Rồi sẵn dịp kỷ niệm quanh chụp lên. Không sao, đây. Rồi, tụi cưng là ở đâu tới hay là ở đây? Ở Đồng Tháp. Ố, Đồng Tháp à? Rồi, hôm nay quay không, tức là chúc mừng đến xứ sở của chị nha, quê hương của chị. Rồi, giờ chụp theo thì mình đứng đâu chụp đây phải không? Đây phải không mấy đứa? Rồi, rồi chụp kỷ niệm đi rồi chị mới đi tiếp. Cứ chụp đi, cứ chụp bình thường.
Rồi, rồi vô đây tự selfie đi ha. Rồi, ok. Rồi, 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 à, chúc rất trời ơi chúc mừng nghe. Rồi tại hôm nay chị cũng về quê đi quay okay. Rồi quý vị theo em qua đây nghe. Vừa đi mà tại gặp khán giả thì phải chụp hình rung điện quý vị. Dạ thôi nha. Hồi nãy là bên trái thì bây giờ là bên phải của em. Đây là một vật cũng là một kiểu vật rất là đẹp nè quý vị. Một cái vòng vàng ngọc đẹp nhẹ nhàng đó quý vị ha. Đặc biệt là ở dưới đặt không một màu chủ đạo là vàng, vàng nâu, vàng nhẹ. Rồi bây giờ trên lầu, em nói lên lầu đẹp lắm quý vị. Rồi bây giờ quý vị không có lên lầu đẹp không? Không mang giày dép lên lầu. Dạ đây, đó đường đi lên lầu. Rất là đẹp đó quý vị. Bên hai bên cầu thang họ làm rất là đẹp và cũng chẳng khác rồng hết. Đó. Em sẽ không có nói nhiều bởi vì quay cảnh chùa thì chỉ là chiêm ngưỡng những cái kiến trúc người ta đã quá đủ đẹp. Wow! Đó, quý vị ơi, thấy không? Quá đẹp, lạ quá. Đó, đẹp quá. Đẹp quá quý vị ơi. Đó. Một cái màu xám hình tượng Phật. Và trên đó là đó, em không nói dám nói nhiều bởi vì đó quý vị thấy đầy đủ đẹp quá. Đây là chùa Kim Tiên nha quý vị. Cái màu nó cứ xám xám nâu nâu và vàng. Đó, em quay lên hết cho quý vị thấy. Nóng cái chân, nóng cái chân chạy vô quý vị. Rồi, đây là vòng quanh đây cho quý vị. Quanh đây là cứ mỗi một nơi là có một vị thần, một vị Phật ngồi để ngự trị. Đẹp quá. Và chung quanh quý vị thấy những đồi núi, khỏi phải chê vào đâu được rồi. Vì quê hương của Kiều Oanh là núi, đồi, miền bảy núi mà. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đứng phía cao trên đây thì mình, trên đó là xa xa là tất cả ngọn núi, ngọn núi, ngọn núi. Và cây cỏ cũng từng xung quanh và rất đẹp. Đẹp hết quý vị. Rồi. Ai cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Mấy anh chị ở đâu ạ? Ở đâu tới hay là ở đây? Kiên Giang hả? Wow, vậy là chúc mừng tới quê hương em nha. Ảnh quay quay chị nói chuyện rồi được hả? Dạ được, không sao đâu, chị giới thiệu hồi nãy giờ. Ở Kiên Giang hả? Đó phải không quý vị? Kiên Giang đến thăm An Giang. Ở đây là nhà bàn Tịnh Biên An Giang. Được được, chúc 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 Rồi, trời ơi, thôi chúc sức khỏe nhiều nha. Mày mặc lên đó. Rồi, đây. 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 Rồi, chúc sức khỏe bình an nha. Dạ. Đây là chủ cái đẹp hoa ao dưới cũng là sen quý vị. Đẹp quá quý vị. Dạ chị. Vào trong em cấn cùng quý vị nhé. Chị Oanh. Dạ. Dạ mình với chị Oanh đi. Dạ. Chị Oanh. Dạ mình với chị Oanh đi. Dạ. 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 D
biết rồi. Rồi, chúc sức khỏe như này nha. Mình ăn nha. Mình đang nói gặp dạ. Rồi chị đi về. Dạ đúng may mắn á. Rồi em đó. Vô dẫn tắm nữa cái đẹp. Rồi tự vô. Tự sướng. Vô, vô. Rồi tới đây rồi đi bao lâu nữa mới về? Mai. Rồi chụp chị. Ba hát nó luôn vô. Bốn luôn. Cứ đầy đi nha. Rồi. 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 Rồi chị. Rồi. 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 Rồi quý vị theo chân em coi cái gì đẹp nữa nha. Ở chỗ nào đẹp nữa lạ nên em sẽ quay cho quý vị xem. Đây clear hết bầu trời từ đây đẹp quá quý vị. Đây nè, đứng từ đây. Hồi nãy là quay ngược qua bên trong, còn bây giờ là từ đây em đứng và là cây cỏ xanh tươi bạc ngàn luôn. Em nắng quá em xin che cây quạt một chút, nắng quá nắng quý vị ơi. Đó đẹp chưa quý vị, đó, hùng vĩ mà đẹp ghê chưa. Đó clear hết, clear hết đó. Nghệ sĩ thì tụi em vui, đi đâu quay thì sẽ gặp khán giả như vậy đó. Dạ đẹp quá quý vị. Đây là từ trên mình đi xuống, còn hồi nãy dưới đi lên. Thì bây giờ là đó, tất cả cảnh xung quanh rất là đẹp, kiến trúc rất là đẹp đó quý vị ha. Rồi bây giờ là xuống lầu. Đây, em đi xuống. Rồi bây giờ qua bên phía bên tay trái. Được không chị? Chị chưa có thức lên được không? Được, được. Rồi đứng đây, đứng từ đây đẹp nè. Từ đây, từ đây. Đi anh, đi anh, chỉnh chuông đấy. Chỉnh chuông hả? Rồi. Cái máy chụp chị đâu biết đường đâu, gửi cho em. Rồi cho nắng chút nha, nắng quá. Rồi rồi, chưa xíu nghe, chờ chút nha. Để em chụp cam cho chị đẹp tí. Ờ, chụp cam đẹp rồi, rồi. Cứ từ xuống, từ xuống. Đấy anh nghe em chạy vô lưng đi. Ôi đẹp nạn người. Mình em thấy bọn chị quá. Ok trời ơi. Anh ơi chụp em một hình lên đi anh. Thương ghê không? Dạ. Rồi chụp coi ha. Kỷ niệm nha quý vị. Em bên chụp với một vị khán giả, một đứa em. Cứ làm gì ở đây? Anh ơi tắm quá đi anh ơi. Chụp thương quá. Em quên gặp một em. Vậy là cưng ngân hàng. Rồi cũng đến đây đi viếng chùa nha. Nhưng mà đến đây cũng viếng chùa. Dạ. Rồi dạ. Ok. Cảm ơn anh. Rồi bài cưng nghe. Chúc sức khỏe. Dạ. Ồ quá vậy đó. Kế bên tượng Phật, một tượng Phật cũng nhỏ thôi, nhưng mà Quỳnh thấy lòng rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Và một cái cây, cái hoa rất là đẹp quý vị. Đây là trên phía trên là một tượng quá là đẹp, một cái hoa rất là đẹp. Và đó, đây là Quỳnh đang đứng bên phải của chánh điện của chùa Kim Tiên. Đó là ngôi chùa thứ hai. Vậy là Quanh đã giữ lời hứa cho quý vị. Đây là ngôi chùa thứ hai, ngôi chùa Kim Tiên tại nhà bàn Tịnh Biên nha. Rồi xin chào quý vị.